ไปเอาหลังไปนะจะเอาน้ำเหรไปจิตเตี้ยตีจีโจ้บ่าวเลยน่ะคนล้วนเว่าไงยึดไม่ตบป้าตัวน่ะยินยูนะจวงเราแก้วไอ้ลูกแก้วต้องใหญ่เนี่ยหันเช็ดไปหมดยังงอดยังงอดไปจับงอดปีป้าอยู่เจ้าควยเลยเอ็นกินง่ายเลยไหนแคบแม่ไปก้อนหลังก็แคบแม่โตแบ๋วแล้วจบเลยจบเลยไปปีไหนมันเป็นจริงๆได้แล้วมั่งเป็นนิ้วมืออันเมรังไม่ไปออกเชื่อมันจะเทปองนี้ไอ้ยะตุ๊ดอ่ะเฮ้ยไปทำไม่ผายว่าวันนี้ว่าทำแฮกไปเลยมาแอวหลังไปนะพี่จะเอาน้ำเหรอchán mặt chứ anh đẹp cầm rú xuống cả cái bọc ca bé xuống đi hả trên bờ đi rú nó xuống vừa kéo vừa rú bà mới cái lọ gì hả cái lọ gì lọ ngồi lọ chắc cho mà a chín mới khi chậu mà cho lên lọ mày mới xa phe lờ lờ mới dậy mới lâu con ăn phe ao to lê cuội đấy mới mới phe mày để lại cái mà lọ cái đá khưa này cái mới lọkéo đi. Rồi. Ôm ôm tay à tay à tay à. Mọi người ôm một bên. Từ từ đừng kéo. Không đủ. Lấy bao luôn đây. Ôi, sao má vậy không? Mày hấp vậy. Chi chán em. Không chán. Đá cho mẹ vậy.nước kia lên là cho mẹ phải chui hết vậy to đấy
Ai yêu chép lắm nó. Thôi rồi. Hết cửa rồi. Đi bỏ. Có chỗ cao. Chồm làm con chạm lại. Giờ cứ từ từ này, đi ha. Biết mẹ. Tôi tìm cái hành là chặt hũ nọ. Hũ hũ. Mấy năm khen nó có hoang thì này. Tháo là tháo phải. Mày mới ra chơi à? Phải chuẩn chuẩn khói lắm khi làm. Phải nhanh khi tí cưng. Cam nè, em xin nhắc nè, cam nè. Bờ. Ồ, trên trước đây, xuống chỗ khơi này, chia ốc, chia hẳn ốc. Chia hẳn cho ôm từ dưới lên. Đấy. Phải ôm hẳn cá ở dưới không? Đó. Mà kéo vào rú cho bọn tôm. Rau ngon vậy. Không, em rau trái mẹ trong. Toàn nước ngỏ. Bét không đụng tí nào luôn. Nước có cung cung cấp. Không vậy là con đá. Không phải khát khao vậy. Không. Không phải khát khao vậy. Này. Trôi, ót quá. Trôi là sắc quý. Quý quay. Thế, cái vô này cam này, cam hẳn nhé. Ô hẳn đó, cắt hẳn đó. Cam hẳn, cắt rộng. Ô hẳn cái này rồi. Là chân cắm. Mấy bác về lưới này. Bác lưới đấy. Cam này mới cam ngon. Vậy ôi mừng. Đập bay. Cam này mới cười, ho hẳn mưa khác. Cam mà cà răng à. Dồn hẳn mà lấy. Dồn mà lấy. Cam không đâm như nhà vẫn cam hẳn à nọ. Khi nãy chồng hẳn là cam khổ. Từ sáng kiếm con dao chẻ mấy cái nạt từ sáng. Làm nóng con nạt lên xuống đây để xin cá không? Chúng chả có bao không mang về bằng gì đâu. Ồ, đồ kiện hết.
bao đâu? Ít nhất loại này. Này. Con cá gì? Đâu nhanh nhé. Rồi đi ăn phừ phải nim lại luôn. Mì thì lúc này nó mà đã lâu hết nọ, tốt nhất là cứ vậy đã pi hồ bê con. Pi lò bê con hồ bê con hả? Lô mới làm lô tôm giác, cái con tôm giác tốt nhất là lô mất rồi già, lô bên hai nữa. Anh này là chả. Lô bên con, lô bên giác hả? Bên lắng là tôm giác. Vậy anh này anh thắc mắc không? Thế anh sao? Mắc cái gì? Áo của anh nhập đến bờ. Anh này 25 á, phải 20. Mắc quá. Anh này mắc quá. Dĩ mẹ ào à, phải à. Ba tông cái. Giỏi mà mày càng khổ à luôn nè. Khổ. Chịu chịu thôi. Chịu chịu thôi. Cứ từ từ coi. Người ơi, mau pi chưa nước không? Pi qua tay. Này. Nó lòng một cân trang. Trái nó to hút rồi, tạm hít hút còn. Ê, ông chạy túi lắm ấy. Anh này con họ chú Quế với thằng này nhắc chú ý này. Họ nó no thì nhắc chú ý này. Nó đấy cả hai. Đây rồi, vẫn đấy cả hai rồi, ông Tam. Hứt, đi đây. Nhắc chú người đi chú Quế là hơi tìm. Mình vòng vào tổ lắm, cứ năng lên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
10 phát theo liên tục thì thôi. Ôi, bây giờ nó có 8 giờ nữa. Ngon. 3 cân ăn cá mè. Không, đang ho lỗ cổ cá mè. Ừ, độc chị độc. Cá mè không chị. Ngay mà cân thì ăn à. Nguyên cá mè là nguyên mè lắm mà hết lấn lộn rồi. Để chua tép kinh rồi còn cái. Đó. Để chua tép kinh bỏ vòng phải là bắt ngô cô dơ này. Bây giờ tìm một bảo này cơ về giữ nối nó thay ơi. Thay đi ăn bỏ. 3 cân rồi.